Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tiếp tục xây dựng căn cứ hải quân ở Campuchia, nỗi lo cho Việt Nam. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2021, trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, Campuchia, Chad Rohmeier cho rằng chúng tôi có những thông tin đáng tin cậy về việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang tiếp tục xây dựng một công trình lớn tại căn cứ hải quân Riem. Ông Rohmeier cho rằng chính phủ Campuchia đã không hoàn toàn minh bạch về ý đồ, bản chất và quy mô của dự án nói trên hay về vai trò quân đội Trung Quốc trong dự án này, điều gây lo ngại về mục đích sử dụng căn cứ hải quân tại Riem. Ông Chad Rohmeier nhấn mạnh rằng bất cứ sự hiện diện nào của quân đội nước ngoài tại Riem cũng là vi phạm hiến pháp của Campuchia và phá hoại an ninh tại khu vực. Đây là hình ảnh căn cứ hải quân Riem ở tỉnh Sihanouk. Quan chức của Đại sứ quán Mỹ khẳng định rằng người dân Campuchia có quyền được biết rõ hơn về dự án này và cần phải lên tiếng và yêu cầu sự minh bạch về thỏa thuận quân sự này, bởi nó sẽ có những tác động lâu dài đối với đất nước. Trước đó, vào ngày 12 tháng 10, trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã công bố một số hình ảnh chụp từ vệ tinh của công ty công nghệ Maxar cho thấy rằng vào ngày 9 đến 22 tháng 8 năm 2021, đó có hai tòa nhà mới được xây dựng hướng về phía bắc căn cứ hải quân Riem. Đây là những tòa nhà nằm cạnh hai công trình được xây dựng từ mùa xuân năm nay. Vào cuối tháng 8 năm 2021, một con đường sắt mới bắt đầu được thi công từ cổng ở phía tây nam căn cứ Riem tới khu vực bờ biển có các công trình mới. Công trình này tiếp tục được thi công trong những ngày đầu tháng 10 năm 2021. Trong tháng 8 năm 2021, công việc dọn dẹp cũng được bắt đầu trên một lối đi kéo dài từ phía tây nam tới con đường mới nằm ở phía sau một bệnh viện do Việt Nam tài trợ xây dựng. Điều này cho thấy có khả năng một con đường thứ hai đang được làm để cắt ngang qua khu vực rộng lớn mà Campuchia đã chuẩn bị và sau đó rào kín trong năm 2019, ngay trước thời điểm thông tin về việc Trung Quốc đạt được thỏa thuận tiếp cận căn cứ này bị lan truyền. Cho đến nay, tất cả những gì được xây dựng trong khu vực này vẫn còn chưa rõ ràng. Campuchia đã nói gì khi biết thông tin này? Vào ngày 14 tháng 10, chính phủ Campuchia đã bác bỏ tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh rằng Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động thi công tại căn cứ hải quân Riem ở phía tây nam Campuchia. Phát ngôn viên của chính phủ Campuchia, Pay Siphan, nhấn mạnh những cáo buộc của phía Mỹ là vô căn cứ và chỉ lặp lại những điều mà Thủ tướng Hun Sen trước đây đã nhiều lần chứng minh là thông tin giả mạo. Đây là hình ảnh ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia. Ông Pay Siphan cho biết Campuchia hoàn toàn có đủ năng lực tự phát triển căn cứ Riem và sẽ không cho phép bất cứ quốc gia bên ngoài nào đặt các cơ sở quân sự trên chủ quyền lãnh thổ của mình. Ông nhấn mạnh, chúng tôi hoan nghênh mọi quốc gia, trong đó có Mỹ, hỗ trợ việc xây dựng căn cứ hải quân Riem và cũng hoan nghênh sự giúp đỡ của Trung Quốc. Và câu hỏi đặt ra là vì sao Mỹ lại lo ngại đến như vậy? Căn cứ hải quân Riem đã trở thành tiêu điểm căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Campuchia từ vài năm nay sau khi nhật báo Wall Street Journal vào năm 2019 đưa tin về sự tồn tại một thỏa thuận bí mật, trong đó Campuchia đồng ý tiếp nhận các quân nhân Trung Quốc tại căn cứ vùng duyên hải này. Sau đó, Campuchia đã bất ngờ phá hủy những cơ sở hải quân do Mỹ hỗ trợ xây dựng đã gây khó chịu cho Washington, cho dù Campuchia một mực khẳng định không thiên vị bất cứ quốc gia nào. Hồi đầu tháng 6 năm 2021, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã bày tỏ quan ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia, đồng thời muốn chính quyền Campuchia giải thích về việc phá bỏ những cơ sở quân sự do Mỹ tài trợ tại Campuchia. Là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Campuchia trong nhiều năm qua, bà Sherman đã bày tỏ quan ngại và đưa ra đề nghị nói trên trong khuôn khổ cuộc gặp với Thủ tướng Hun Sen vào hôm 1 tháng 6. Đây là hình ảnh hai tòa nhà mới được xây dựng ở Riem trong tháng 5 năm 2021, hình ảnh chụp do vệ tinh chia sẻ vào ngày 21 tháng 5. Lầu Năm Góc vào hồi tháng 5 2020 cho biết Washington đang quan ngại về những báo cáo cho rằng trụ sở chỉ huy chiến thuật của Hải quân Campuchia tại căn cứ Hải quân Riem đã bị phá dỡ và yêu cầu phía Campuchia giải thích về sự việc này. Trụ sở này chỉ dài khoảng 30 mét và là nơi chứa một số tàu tuần tra nhỏ. Đến tháng 10 năm 2020, Campuchia cho biết họ đã săn phẳng trụ sở này để phục vụ cải tạo mở rộng thêm
nó sẽ chuyển trụ sở đã bị phá dỡ đến một vị trí khác, song phủ nhận những thông tin về sự liên quan của Trung Quốc. Tuy nhiên, sau này Campuchia đã khẳng định Trung Quốc trực tiếp tham gia sửa chữa và cải tạo căn cứ này. Kể từ năm 2019, các quan chức Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng hai dự án của Trung Quốc tài trợ cho Campuchia được thiết kế nhằm mang lại một chỗ đứng vững chắc cho quân đội Trung Quốc tại Đông Nam Á. Hai căn cứ tạo ra mối lo ngại đều nằm ở dọc theo bờ biển phía tây nam của Campuchia. Đầu tiên là căn cứ hải quân Riem do Hải quân Hoàng gia Campuchia điều hành thuộc tỉnh Sihanouk có diện tích khoảng 76 hectare. Từ năm 2010, đây là nơi diễn ra các cuộc tập trận hải quân và huấn luyện chung hàng năm giữa Campuchia và Mỹ trong khuôn khổ chương trình hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển. Căn cứ này đang được tu sửa lớn với nguồn kinh phí lại do Trung Quốc chi trả. Cơ sở hạ tầng bao gồm nhiều tòa nhà nhỏ, trong một số đó được do Mỹ tài trợ xây dựng từ năm 2012 và là trung tâm an ninh hàng hải. Đây là hình ảnh căn cứ hải quân Riem ở Sihanouk hôm 26 tháng 7. Hồi tháng 1 năm 2020, Campuchia đã hỏi Mỹ liệu họ có thể trả tiền để nâng cấp tòa nhà này hay không. Mỹ đồng ý nhưng chỉ trong vòng vài tháng, Campuchia đã thay đổi quyết định và nói rằng họ không cần sự trợ giúp của Mỹ nữa. Thay vào đó, Trung Quốc chi trả tiền nâng cấp. Đến tháng 9 năm 2020, Trung tâm An ninh Hàng hải đã được di rời và chuyến tòa nhà đó đã bị phá bỏ. Địa điểm thứ hai nằm xa hơn, trên bờ biển tại Dakra Doktor thuộc tỉnh Kon Kom. Vào năm 2008, một tập đoàn các công ty xây dựng Trung Quốc do Tập đoàn Phát triển Liên minh đứng đầu đã đàm phán hợp đồng 99 năm với chính phủ Campuchia để thuê 36.000 hectare, tương đương với 360 triệu mét vuông, bất động sản đắc địa bên bờ biển tại Dakra Doktor. Khu vực này chiếm tới 20% đường bờ biển của Campuchia. Dự án khu vực khu công nghiệp, nhà ở và du lịch trị giá 3,8 tỷ đô la bao gồm một cảng nước sâu và một đường băng sông bay dài 3,2 km có thể chứa hầu hết các loại máy bay quân sự. Kể từ đó, dự án này đã trở thành một trong những dự án thuộc sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Riem và Doktor hướng ra vịnh Thái Lan và các tàu chiến của Trung Quốc được triển khai ở đây sẽ chỉ mất một ngày để tới eo biển Malacca có tầm quan trọng chiến lược mà phần lớn năng lượng nhập khẩu của Trung Quốc đi qua. Các nhà phân tích Trung Quốc từ lâu đã coi eo biển Malacca là nơi dễ tổn thương về chiến lược. Và sự hiện diện của tàu chiến gần đó để bảo vệ các tàu hàng Trung Quốc có thể giúp làm giảm bớt tình trạng mất an ninh năng lượng của Bắc Kinh. Và dư luận cho rằng Việt Nam cũng cần phải lên tiếng. Campuchia có một vị trí địa chiến lược quan trọng khi nằm bên bờ biển Thái Lan và cũng thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Đây là hình ảnh cuộc tập trận thường niên Rồng Vàng năm 2020 giữa Trung Quốc và Campuchia tại thao trường Vent, Campuchia. Sự hiện diện của một căn cứ quân sự ở Campuchia trên vịnh Thái Lan sẽ tạo thêm điều kiện cho Hải quân Trung Quốc tiếp cận sườn phía nam của Biển Đông, đồng thời cải thiện khả năng ứng phó với bất kỳ cuộc xung đột nào gần eo biển Malacca, nơi có vị trí địa chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc với khoảng 80% lượng nhiên liệu nhập khẩu của nước này phải đi qua đó. Và sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia cũng sẽ không có giá trị gì trong việc thúc đẩy các yêu sách bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông do nước này đã xây dựng các căn cứ quân sự lớn trên 7 hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa, nhưng nó sẽ gây áp lực rất lớn đối với Việt Nam, đặc biệt là bên sườn. Nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng Việt Nam và Trung Quốc ở trên các đảo đang tranh chấp với điều kiện khi Bắc Kinh tấn công các đảo này, thì Trung Quốc có thể gửi đi một thông điệp chiến lược bằng cách gửi tàu chiến và máy bay quân sự đến Campuchia như một lời cảnh cáo đối với Hà Nội. Sự hiện diện của quân đội Trung Quốc tại Campuchia cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào quan hệ song phương với Việt Nam. Mặc dù ông Hun Sen có quan hệ thân thiết với Trung Quốc, nhưng ông luôn thận trọng vun đắp mối quan hệ chính trị thân tình với Hà Nội. Việt Nam cũng được cho rằng có mối quan hệ thân tình với Campuchia và ông Hun Sen. Mới đây, lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã có cuộc gặp để thể hiện sự thân tình này. Sang năm, Campuchia cũng sẽ giữ chức vụ chủ tịch ASEAN. Chính vì vậy, Việt Nam cần phải thẳng thắn nói lên quan ngại của mình trước việc có khả năng Trung Quốc sẽ đặt một căn cứ quân sự tại Campuchia. Nhiều chuyên gia cho rằng đường lối ngoại giao của Việt Nam đối với Lào và Campuchia vẫn mang tư tưởng cũ, luôn nhấn mạnh đến tình anh em mà không thẳng thắn đưa ra các lợi ích và các đòi hỏi kèm theo.
Cho đến nay, phân giới cắm mốc đường biên giới bộ giữa Việt Nam và Campuchia vẫn chưa thể hoàn tất vì một số lý do, mà trong đó có những sơ suất của chủ quan từ phía Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021 với bản tin Trung Quốc tiếp tục xây dựng căn cứ hải quân ở Campuchia, nỗi lo bị chọc sườn cho Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.